Bác sĩ da liễu tiết lộ cách chăm sóc để có một làn da căng bóng rất dễ thực hiện. Xin chào, mình là Thu, là bác sĩ da liễu thẩm mỹ. Hôm nay mình rất vui khi được chia sẻ với các bạn cách chăm sóc da cực kỳ đơn giản mà mình học được từ các bác sĩ da liễu để sở hữu một làn da căng bóng mướt mịn. Các bạn có biết không, một trong những lý do Thu chọn chuyên ngành da liễu chính là vì trước đây da của Thu rất là xấu, sần sùi, lỗ chân lông to, mụn ẩn rất nhiều. Và Thu biết là trong số các chị em đang xem video này của Thu cũng có chị em gặp tình trạng tương tự. Và hôm nay Thu sẽ bật mí những bí quyết để có làn da căng bóng mướt mịn. Ok, chúng mình cùng bắt đầu nào. Đầu tiên chúng ta cần phải hiểu căng bóng là như thế nào. Căng bóng không phải là kiểu bóng dầu, cái kiểu mà nhấp nhấp, dính dính, lỗ chân lông to, mụn ẩn rồi da xỉn màu do oxy hóa. Ui, tránh xa các bạn nhé. Căng bóng chính là làn da đủ ẩm, lỗ chân lông se khít và rất ít nếp nhăn, da đều màu, sáng mịn. Để xác định làn da đẹp cần 4 yếu tố. Đầu tiên là phải có cân bằng độ ẩm và lượng dầu trên da. Thứ hai là bề mặt mịn màng. Thứ ba là cấu trúc da đàn hồi tốt. Và thứ tư là da đều màu. Vậy thì các bác sĩ đã làm thế nào để có một làn da căng bóng? Lúc đi học thì Thu thấy các bác sĩ da liễu luôn luôn là những bác sĩ xinh đẹp nhất, đẹp trai nhất vì làn da của họ luôn luôn trông trẻ và đẹp hơn tuổi thật rất là nhiều. Và bí quyết đầu tiên mà Thu khám phá ra được là các bác sĩ dùng các loại serum giúp cấp nước cho da hàng ngày. Và các loại serum có thành phần quan trọng nhất đó chính là hyaluronic acid đa trọng lượng. Một phân tử hyaluronic acid sẽ giữ được một lượng nước gấp 1.000 lần khối lượng của chúng. Và vì trọng lượng phân tử cao nghĩa là giữ được nhiều nước hơn, nhưng rồi khối lượng cao đồng nghĩa với là kích thước cao, do đó là khối lượng càng cao thì sẽ càng khó thấm sâu được vào trong da, nó chỉ dưỡng ẩm được những cái lớp lông ở trên bề mặt da thôi. Và khối lượng thấp hơn thì sẽ giúp thẩm thấu được vào sâu trong các tầng của da, do đó việc sử dụng serum chứa hyaluronic hay còn gọi là HA đa trọng lượng sẽ giúp ta giữ được ẩm từ trong ra ngoài. Quyết thứ hai là đắp mặt nạ thường xuyên. Các bạn thử tưởng tượng nhé, nếu phun nước lên một tờ giấy, nước sẽ nhanh chóng bốc hơi và bay đi, sau đó để lại một tờ giấy nhăn nheo và khô ráp, đúng không ạ? Nếu các bạn đắp một miếng khăn ướt lên tờ giấy đó và để yên một lúc, tờ giấy đó sẽ được hấp thụ đủ nước và trở nên mềm mại hơn. Áp dụng nguyên tắc đó, chúng ta nên thường xuyên đắp mặt nạ, giống như một số ngôi sao lớn trên thế giới, ví dụ như là Phạm Băng Băng, cô ấy thường xuyên đắp mặt nạ ngay cả lúc tranh thủ di chuyển trên ô tô để có một làn da căng bóng tuyệt vời. Và có một bí quyết nho nhỏ mà Thu có thể chia sẻ với các bạn là với một miếng mặt nạ thông thường sẽ dao động từ 25 cho đến 50 nghìn một miếng, hoặc là có những cái mặt nạ đắt tiền hơn có thể là đến 150 này, hay là cả 500, 1 triệu một miếng, thì là rất là khó khăn đối với cả kinh tế của chúng ta, cũng giống như là thời mà Thu mà đi học. Một cái mẹo nhỏ là chúng ta có thể lấy những miếng bông mỏng không thấm nước bán rất nhiều trong các siêu thị như là Miniso này, nhúng vào trong cái lotion và đắp lên da trong khoảng 3 phút, và bạn sẽ thấy ngay điều kỳ diệu. Hình miếng bông thì mình sẽ để ở đây cho các bạn tham khảo này. Bí quyết thứ ba là sử dụng retinol. Retinol là một dẫn xuất của vitamin A và nó là một hóa chất rất thần kỳ, vừa giúp làm mờ những nếp nhăn li ti trên da mà còn giúp da làm đều màu và hỗ trợ điều trị mụn. Điển hình trên thế giới đó là cô Lily. Khi mà cô 60 tuổi rồi, làn da của cô rất là căng bóng mịn màng, và bí quyết của cô ấy là dùng retinol hàng ngày. Bí quyết thứ tư là xịt khoáng thường xuyên. Xịt khoáng là cách cung cấp nước cấp tốc cho da, giúp da luôn đủ nước và mịn màng, nhất là trong các công việc chị em phải làm việc trong điều hòa rất là nhiều, làm da khô và mất nước rất là nhanh. Do đó là thi thoảng cứ khoảng 30 phút thì xịt khoáng là một cách hữu hiệu để chống lại sự mất nước. Wow, tỉnh cả ngủ luôn. Và có rất là nhiều chị em tâm sự với Thu là khi mà đi làm chúng ta đã phải tiếp xúc rất là nhiều bụi bẩn ở ngoài đường rồi, và ngại là nếu mà xịt khoáng vào nữa thì là làm cho bụi bẩn nó đi sâu vào trong da và làm gây ra mụn ẩn. Nhưng mà thực tế là những cái tia nước của xịt khoáng rất là nhỏ, nó cung cấp nước cấp tốc cho da nhưng mà không gây bít lỗ chân lông. Chính cái việc mà ngại xịt khoáng sẽ làm cho da thiếu nước và tiết nhiều dầu hơn, dẫn đến bít tắc lỗ chân lông và mụn ẩn, và tình trạng mụn ẩn trở nên nặng nề hơn. Bí quyết thứ năm đó là tẩy tế bào chết thường xuyên. Thông thường một chu kỳ thay da sẽ kéo dài trong vòng 28 ngày. Nếu không tẩy tế bào chết sẽ làm cản trở hấp thu chất dinh dưỡng cũng như là gây ra bít tắc lỗ chân lông dẫn đến mụn ẩn. Vì thế nếu không tẩy da chết nhưng đầu tư rất nhiều tiền vào các loại dưỡng da thì cũng là ném tiền qua cửa sổ thôi. Việc tẩy da chết 1 tuần 1 đến 2 lần là cực kỳ cần thiết cho da căng bóng. Ngoài ra cứ định kỳ 1 tháng thì các bác sĩ da liễu thường peel 1 lần để tăng tốc độ tái tạo tế bào cũng như là làm mờ những nếp nhăn li ti, giúp da hấp thụ được nhiều loại dưỡng chất hơn. Và phương pháp này thì Thu sẽ giới thiệu cho các bạn trong những video sau. Bí quyết thứ 6 là cấy meso để da căng bóng. Tiêm meso hay tên đầy đủ là tiêm mesotherapy là một thủ thuật làm đẹp không xâm lấn. Năm 1958 được tiến sĩ bác sĩ người Pháp là Michael Pichter đã đặt ra thuật ngữ này.
Mesotherapy là một phương pháp cung cấp trực tiếp dưỡng chất vào lớp trung bì của da thông qua một cái kim chuyên dụng và siêu nhỏ, nhỏ hơn cả sợi tóc của mình, để giúp da sửa chữa và tái tạo những tế bào bị tổn thương do tác động của môi trường bên ngoài cũng như là do tuổi tác, giúp tăng sinh collagen, elastin, làm săn chắc và ngăn ngừa hình thành những nếp nhăn, nếp chảy xệ. Những phương pháp bôi kem dưỡng thông thường thường hạn chế rất là nhiều và trung bình chỉ có 10% dưỡng chất được hấp thụ vào. Vậy nên việc đưa trực tiếp dưỡng chất vào trong trung bì của da sẽ giúp da hấp thụ được 100% dưỡng chất. Thông thường với phương pháp này chúng ta nên thực hiện 1 tháng một lần. Và đây cũng là vũ khí bí mật của các bác sĩ da liễu giúp cho da luôn luôn căng bóng, sáng mịn. Trên đây là những phương pháp mà các bác sĩ da liễu thường dùng để giữ cho làn da luôn căng bóng, sáng khỏe. Thu hy vọng các bạn đã có sự lựa chọn cho mình những phương pháp tốt nhất, phù hợp nhất với mình. Như thường lệ, Thu có một fanpage bác sĩ Thu, nơi mà bạn có thể giao lưu và đặt câu hỏi trực tiếp cho Thu. Hãy follow và mời bạn bè mình cùng tham gia nhé. Và cũng đừng quên like và subscribe kênh YouTube của Thu để biết được nhiều thêm những kiến thức làm đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.